Sao? À, chị đang chơi cái gì vậy? Làm chiếc cái À, bây giờ chơi áo mũi. làm mặt cười cho cô chú coi nè nha chưa? Chơi. Cái mặt đó, rồi giờ tới cái gì? Mặt mà. Cô chú nhớ chú ý nha. Cái gì đó? Cái gì đó? Mẹ. Cái đó là cái gì? Cái gì vậy? Cái Cái đó là cái mặt khóc rồi. Chị làm mặt khóc đó cô chú thấy chơi giỏi chưa? Bây giờ con làm mặt cười đi. Mặt cười à, giờ làm mặt cười đi. Ừ. Mặt cười làm sao? Thế cô chú coi nó sắp cái gì nha. Nó sắp này cho giỏi lắm. Chỉ nó lần là nó biết liền à. Coi nó sắp thành hình gì nha. Còn hồi bữa nó sắp thành hình cái môi nữa chứ. Trời đất ơi. Không tưởng tượng ra nó sắp được hình cái môi luôn. Mà nó sắp được hình cái môi luôn. Đó. Cái gì nữa? Rồi. Nè. Hai con mắt đó. Rồi giờ mặt cười nha. Mặt cười chứ đừng mặt khóc nữa nha. Được rồi con, vậy được rồi. Đó. Cô chú thấy hình mặt cười chưa? Yeah, giỏi quá. Đó, cô chú thấy hình mặt cười chưa? Hồi nãy là mặt khóc. Bây giờ thêm thêm hai lỗ tai nữa. Giờ làm Mickey Mouse sao? Giờ giờ làm con làm cái môi coi. Con làm sống môi coi, làm sống môi. Ừ. Ừ, làm sống môi cho cô chú coi. Nó giỏi lắm, nó biết làm. Bà ngoại mà coi cái clip này là bà ngoại bất ngờ luôn, chị biết làm cái này luôn á. Sông môi đâu, cái nào là lấy hai sông môi đâu, đứng lên kiếm coi. Rồi sông môi đâu. Đó. Cô chú thấy sông môi chưa? Đó. Chay giỏi quá trời. Xét cả mẹ. Rồi giờ con làm gì nữa đây? Học nè. Sông môi làm cái môi, sông môi làm môi đỏ. Wow. Wow, cái đó là cái gì con? Làm gì con làm trái tim á hả? Trái tim sao? Trái tim làm sao? Trời ơi giỏi quá. Sao? Ôi sơn môi á hả? Đây này cho cô chú coi sơn môi nè. Sơn môi đó. Wow. Wow. Làm sao? Đây nè, thấy rồi nè, thấy sơn môi rồi nè. Wow, giỏi quá. Giờ chơi làm hình 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 gì nữa ta? Bây giờ mẹ mẹ hồi đó hồi bữa mẹ chỉ chơi làm hình mặt trời làm sao? Đây nè, lấy này hết ra, mẹ chỉ chơi làm hình mặt trời làm sao? Mặt trời á thì mình chỉ cần một vòng tròn, xong rồi cái mình làm đây nè, tóc là một một là mặt trời hay là tóc. Mình làm tia 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 ra giờ này cháy nè. Ừ. Tia tia ra. Ừ, mắt là sao? Con tính làm gì con làm lại cho mẹ coi coi. Ừ. Ừ, gì nữa? Đúng rồi. Đó. Làm xe môi. Làm sông môi hả? Dạ. Nè, đó. Làm xe môi. Cái. Dạ. Đó. Yeah! Làm sông môi. Rồi làm lỗ tai để gắn vô, gắn lỗ tai nữa đi. Ừ, gắn lỗ tai nữa con. Hả? Đúng rồi. Làm mặt cười đi, làm mặt cười đi. Gắn sông môi luôn hả? Rồi làm lỗ tai luôn, làm lỗ tai cho em luôn. Lỗ tai nè. Làm một lỗ tai. Hai lỗ tai. Yeah! Giỏi quá.
Hai lỗ tai, bốn lỗ tai luôn hả? Xích qua, ừ, xích qua. Làm mắt cười hả? Con cười cười làm sao? Sung môi. Cái đó là tự nó chế ra luôn. Cái Ngọc không hề biết cái vụ sung môi đó luôn. Ớ ngăn bởi bà làm gì, bà cũng có dính làm điệu trong đó. Nữa, làm sung môi nữa hả? Con suy nghĩ ra thêm mấy cái khác đi. Ờ, à, đó suy nghĩ. Ăn giờ mới tưởng suy nghĩ ra gì hay lắm, làm sương môi tiếp. Suy nghĩ, a, à, đồ dữ lắm. Sương môi mẹ. Sương môi mẹ hả? Thôi con sương môi con đi, môi mẹ xấu lắm. À, sương môi đẹp chứ cô chú ơi. Đẹp quá. Chay là bữa nay chay có mặc quần chứ không phải không có quần đâu nha cô chú, mà cái này là cái quần giống như cái tả quần vậy đó. Tại vì chay đang ở trong cái giai đoạn mà tập bỏ tả đó, nên là phải mua cái tả quần để cho chay mặc, để có gì chay tự cởi ra được. Rồi ở nhà không có đi đâu á nên mặc cho nó quần đó. Đó, giờ làm xong môi nữa hả? Sao ăn rồi làm xong môi miết rứa. Làm mặt cười đi, làm mặt cười đi. Làm xuống môi. Làm xuống môi. Làm xuống môi nhớ gắn lỗ tai nha. Mắt đâu? Hết mắt. Chụp kẹp hai cái rồi, làm lỗ tai, dính lỗ tai vô. Lỗ tai đâu? Lỗ tai dục. Lỗ tai dục luôn à? Trời ơi, kẹp hai kẹp vô luôn. Không nha. Trời ơi, cứ cầm hai kia lên luôn. Quá giỏi luôn. Chịu không nổi với chay á. Rồi lỗ tai đâu? Chạy ba. Giỏi quá, vỗ tay đi con. Nghe lỗ tai nè. Ừ, lỗ tai đó, ừ. Đâu có, mẹ nói cái lỗ tai là gắn cái màu oxy nè. Đó, hai màu oxy nè, đó, thành lỗ tai, thấy chưa? Đúng không? Còn không á, đây nè, ừ, câu chữ đó chữ gì vậy? Ê, đúng rồi, giỏi. Dạ mẹ. Chữ này là chữ A. No, G. G. Nè, chữ A là con phải làm gì vậy nè? A. A. Rồi bây giờ chữ B nha, mẹ chỉ làm chữ B nha. À. B. À. Cái gì? Con để mẹ sắp chữ B chứ. Đây nè, chữ B nè. B, A. Mẹ chế mẹ. Đây nè, B. Đây nè, con nhìn chữ B nè, cháy nè. B, C. Ồ, ồ, ba gì? Ba về chứ. Sao trốn, ba về mà. Ba về sao trốn? Chạy đi. It's daddy. Sao trốn daddy, baby, she's hiding from you. She's hiding from me or hiding from you? Hiding from you. Hi. Oh, my big girl. How are you? You're the big girl or little girl? Yeah? She's playing. Yeah. Oh, okay. I'll let you play then. Let's go. Okay. Get your little big girl diaper on. Mm-hmm. Wow, what are you going to make? Now she going to make a bee. Look, JD, this is bee. You're going to make a person? No, a face and lips. Ba mua cháy gì á? Hot. Hot? Is it hot? Nó quay qua Ngọc, nó nói cay, nó quay ba, nó nói hot. I was going to microwave them. Mmm. Oh, yeah. Mmm. Ngon quá. Cái này là bánh, cái này là bánh hamburger của ba. Ba ăn bánh hamburger không? Ừ, ăn hamburger không? Có biết ăn hamburger this is the không? Other thing, right? Wow. Mm. I think she would like that better. Yeah, ăn đi, mấy ăn miếng này, ngon lắm. Ăn đi con.
She's not candy. She doesn't want it. She doesn't like this. She never liked chicken nugget. Never. Then. Bum gum. Another. Then. Cái mẹ muốn kem. Muốn kem gì không? Không ăn kem. Không muốn kem. Không, không muốn kem. Mà kem. Đó, đó, đổ ngang, đổ ngang. Này chơi, chơi chào cô chú nè. Chào cô chú chưa? Wow. What? Yeah. Nói, hey, tiếng, hey. Nói tiếng Anh như not xanh như sứa. Not a toy. Quay qua mẹ nói tiếng Việt, quay qua nói tiếng Anh. Cái gì con? What's wrong? Ba dẹp. Daddy look, look về nhìn nghi con. I see. Nó nói ba nhìn nè. Làm sao? Nhìn gì? Thôi đừng có leo lên chi, be careful. Chạy đi, be careful the sauce. Nó ngăn quá chưa? Cái lương nè. Try it. Cái đâu chay? Đâu ạ? À? Ê, ê, không có nhảy nha, không, không. Không nhảy. Con nhảy là con té, con bật ngửa, con trúng cái cạnh bàn ở chỗ này. No jumping. Con nhớ nếu mà con jump là no more monkey jumping on the bed. Mẹ nó không jump mà cháy. Trời ơi cái con này. Lì ghê sợ, dễ sợ thì. Only jumping on the bed. Con không bao giờ được nhảy từ cái bàn này xuống tới cái ghế này nghe chưa cháy. Con bật ngửa lại nếu mà không có mẹ là cái đầu con bật ngửa lại trúng cái này sao? Hả? Tại sao chơi kiểu đó? Đâu phải muốn làm vậy để chứng tỏ mình là giang hồ đâu. Giang hồ đây có mà đầy. Mẹ đã nói không mà con còn nói nữa mẹ ơi nữa. Trời ơi. Không nghe chay. Mẹ nói no. Trời ơi con này nó lì. Cái con này là nó lì nè. You can fall backwards and hit your head, chicken nugget. Lì dữ vậy ta. Time out nha. Nhảy nữa là mẹ cho time out á. Không time out nữa hả? Con giỡn với mẹ hả? À trời con này nó giỡn mặt. Cái con chay này đi xuống vô đây tham ao. Bước vô đây tham ao. Bước vô. Bước xuống. Đứng vô đây tham ao. Đếm từ 1 cho tới 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yeah. Ê ê ê. Mẹ có giỡn mặt với con mà con dê. Khoanh tay lại xin lỗi mẹ. Khoanh tay lại xin lỗi mẹ. Mẹ không có giỡn nha. Cái này là mẹ không có đang giỡn với con đó. Con này nó giỡn mặt với tôi. Không có cười nha. Khoanh tay lại con xin lỗi mẹ. À, trời đất ơi. Trời đất. Ở ngoài kia là cái gì vậy chay? Ngoài kia là cái gì vậy chay? Hả? Không có leo lên nữa mà chay. Mẹ đi cất hết mấy cái ghế luôn. Không có ghế nữa. Không có ghế nữa hả? Để ghế làm gì? ABC. ABC sao? C. Ui 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 tao giọng cho một cái vậy bây giờ chứ ui. Con này nó lì ghê luôn á, cô chú thấy nó lì chưa? Trời ơi. Trời ơi trời. Coi được nó không? She's a bad girl, huh? Bad girl. Go xuống tham ao. Go tham ao. Go tham ao again. Ừ, mà con nghĩ là mẹ đang quay phim nên mẹ không có dám quýnh con phải không chị? Nữa mẹ ơi, tao đập cho bây giờ chứ nữa mẹ ơi. Bước xuống. Mày gọi điện thoại mét ông già. Mày gọi điện thoại cho ông già nó ông già ơn chay bây giờ nó nhảy nữa nè. Nhảy không? Mày gọi ông già nha chưa? Không. Vậy thôi không được nhảy nữa. Nhảy nữa mày gọi ông già. Á trời đất ơi.
Cái con này, cái con này là tao đập cho một trận nè, tao gọi gọi ông già. Alo ông già ha ông già. Con dây bây giờ nó quậy, nó nhảy từ trên bàn nhảy xuống ghế nhảy hoài nè ông già ơi. Baby. Bắt nó đi ông già. Rồi 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 ông già tới liền. Rồi dẫn theo ghê ghê nữa nha cha. Nó sợ ghê ghê lắm mà. Dẫn theo ghê ghê nữa. Xong rồi. Xong rồi gì? Không yêu. Baby, you sometimes you just gotta let her bump her head and then she'll learn. Rồi nha. Thôi mẹ đi á, mẹ không có coi chị nữa đâu.